Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video chuyên giới thiệu về các cái dòng sản phẩm động cơ phụ tùng các loại làm xe 3-4 bánh, các loại nguồn thủy lực, xi lanh điện, xi lanh thủy lực. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm, đấy là cái động cơ đẩy kéo hay còn gọi là xi lanh điện 12V 24V. Trước mặt các bạn đây là các cái động cơ xi lanh điện chạy điện 12 và điện 24V. Nó có các cái cỡ hành trình từ 5cm cho đến 1m, 5, 10, 15, 20 và cứ 5cm một. Sau đây mình sẽ giới thiệu về các cái thông số của từng loại một cho các bạn tham khảo. Đây, trên các cái thông số động cơ thì nó đều có ghi rõ đấy, là hành trình này, 50mm này, tốc độ này, thu vào đẩy ra là 12mm trên giây này, và lực đẩy là 1000N này, điện áp là 12V này. Có thể tự hết hành trình là tự dừng lại này. Thì đối với một cái dòng động cơ như này thì kích thước cơ sở của nó sẽ được tính như sau này. Cái kích thước cơ bản này thì sẽ bằng kích thước hành trình cộng với lại 13cm. Đấy. Có nghĩa là đối với một cái con đẩy kéo 5cm thì kích thước dài của nó sẽ là bằng 18cm. Đấy. Có nghĩa là nếu mà đẩy ra được 5cm thì kích thước khi thụt vào của nó sẽ là bằng 13 cộng 5 là bằng 18cm. Và khi đẩy ra nó sẽ là 18 cộng với lại 5 là thành 23. Từ 300mm trở xuống thì cứ lấy hành trình cộng với lại 13cm. Còn từ 300mm trở lên thì lấy hành trình cộng với 16. Có nghĩa là với một con động cơ có hành trình đẩy ra 400mm. Đấy, thì khi thu về thì cái kích thước cơ bản của nó là bằng 400 cộng với 16 là 56 phân, 560mm. Đấy, cứ vậy là các bạn sẽ tính được các cái kích thước của từng con một. Đấy, các bạn đã hiểu cách tính chưa? Sau đây mình sẽ cho nó chạy thử với một cái bình ắc quy. Đây, thu vào đẩy ra. Con này là hành trình 10mm này. Điện áp 24V này. Đây, các bạn để ý này. Nắp 24 mình chạy 12 cho nên là nó chậm.
Đối với cái dòng động cơ này thì lực đẩy tối đa của nó là thực tế là được khoảng 70 kg, nhưng mà để sử dụng bền thì ta chỉ chạy ở cái giải dưới 50 kg thôi. Ở đây hết hành trình là nó tự dừng lại. Cái này muốn đảo chiều tiến vào thì dùng cái công tắc 6 chân đấy, hoặc là dùng con điều khiển từ xa. Đây là bộ điều khiển từ xa đảo chiều tiến và lùi. Bấm này là tiến này, bấm này là lùi này, và bấm này là dừng ở giữa hành trình này. Tiến, lùi và dừng bất kể chỗ nào mình muốn. Tiến, lùi và dừng. Tất nhiên là khi tiến hết cỡ thì nó cũng tự dừng, và lùi hết cỡ nó cũng sẽ tự dừng. Rút hết hành trình thì nó tự dừng. Đấy. Còn đây là bộ nguồn 12V này, để chạy cho những cái dòng động cơ này. Nếu như ta không muốn tiến và lùi, ta không muốn chạy ắc quy thì dùng bộ nguồn chạy trực tiếp. Đấy. Còn đây là bộ điều khiển từ xa. Một cái bộ điều khiển từ xa này có giá là 320.000 đồng. Một cái động cơ đẩy kéo 5cm này có giá là 580.000 đồng. Mỗi hành trình dài hơn thì sẽ được cộng dần tiền lên. Cái này thì giá cả thì sẽ theo tùy từng loại ngắn dài mà có giá riêng khác nhau. Các bạn cần loại nào thì nhắn tin cho mình qua số điện thoại 0983818955. Mình sẽ báo giá từng loại. Ví dụ như cái loại này là 580. Thì những cái loại dài hơn là 50mm thì các bạn cứ ướm cộng thêm 40.000 một lần tăng kích thước. Ví dụ như là 580 mà lên đến 10cm thì nó sẽ là 620. Đấy. Và cứ thế là dần dần lên. Nhưng đấy là chỉ là tương đối ướm vậy thôi. Còn ví dụ như cái dài 1m này nó giá là 1.250.000 đồng. Cái dài 50cm thì nó là giá 850.000 đồng. Giá là chưa bao gồm cái cục hạ nguồn. Còn nó đi kèm bộ chân đế này, để bắt vào cái động cơ này. Đế đây. Đấy, bắt vào bộ đế này. Tiếp theo là mình xin giới thiệu về cái dòng động cơ đẩy kéo loại khỏe này. Loại này là hành trình 5mm, tốc độ là 5mm trên giây, và lực đẩy là 6.000 N. Nó tương đương với khoảng 600kg. Nhưng mà thực tế thì chắc là sẽ không bao giờ đạt đến 600kg. Chắc nó chỉ khoảng 400kg đến 500kg thôi. Và điện áp là 24V. Vậy đấy là toàn bộ những cái sản phẩm về xi lanh điện. Các bạn có thắc mắc gì về phần kỹ thuật hay giá cả thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy video hay thì hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ để mọi người cùng xem. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.